Hello mấy cưng, chào mừng em đã quay trở lại với cả series One Piece với lý kế cùng mình. Lại là mình đây. Nếu anh em vừa xem xong trận đấu giữa những người xăm hình và những người không xăm hình thì lại là mình đây. Tiếp tục video nào. Hôm nay là mình sẽ làm theo một cái trận của một ông tên là Dương Gia Khang. Băng Dâu Trắng đánh với nhóm Thất Vũ Hải. Thực ra Băng Dâu Trắng có 4 người thôi mà, bất công vậy. Nhưng mà không sao, mình sẽ lấy Ace. Ace và ấy nữa. Ace và dâu trắng trẻ. Hi hi. Ace strong style và dâu trắng trẻ. 6 người rồi. Nhưng mà vẫn thì cần support nha. Support nha. Rồi, đánh với cả mắt diều hâu à. Crocodile. Boa. Moria. Kuma. Buggy. Đô Phla. Ok. Chúng ta sẽ đánh ở Iceland, hòn đảo. Này hơi quá không ta? 6 với 7 mà cần đéo thì mình phải cho support ta. Không sao mà lỡ rồi. Lỡ rồi anh em. Lỡ rồi sao chơi đây? Biết rồi. Biết là quá rồi, khổ. Ok, let's go. Vậy là ngươi muốn đánh người, ta với ngươi đấy. Ta đánh nhau với quả kiếm ư? Mày có thể nói nếu mày mới thắng. Ok, đều chúng ta đều có một cái event hết. Giết dâu trắng bây giờ. Các con cứu bố. Hôm nay một máy nó đánh thăng ấy. Đánh thăng với ta. Hỏng má nó. Dồn. Bầm 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 bầm. Cú đó. Trời ơi, dễ đoán quá. Dồn. Bay tiếp đi, Mio ơi. Mio ơi. Ông này quê rồi, ông này quê rồi, Mio ạ. Ông này quê rồi. Sút này. Gì đấy? Bán này đấy bạn. Bán này đấy. Tuyệt chiêu tấn công nhanh như đại bàng. Bấm. Uầy, ngực quăng cóc to đấy. Thôi rồi, nó đá tung mồm của đại bàng rồi. Cú điều hòa đấy. Đã sắp mà lờ. Nằm sắp mẹ luôn. Nằm mồm. Kê phết. Cũng có gì đó rất gì và này nọ. Nhưng mà thực ra thì là hơi im ba mà là bởi vì là... Thôi tí nữa mình sẽ chỉnh lại này. Này quá. Mẹ ơi. Tấn công tầm mấy đây nhỉ? Kiểu bay vòng quanh ấy. Nhanh quá ấy. Không để ý được. Em thấy không? Rất hay luôn. Đây nào. Chết rồi, nó nhảy rồi. Mình đá hụt rồi. Biết ngay mà. Đánh thế. Ô mày. Ơ. Có cái dao ta. Moria ơi. Úi xổ rồi. Anh kia bảo vương.
Chết mẹ. Thế quá ta. Không ổn gì nào rồi. Thằng lờ. Bắt quá. Ăn giáo vào người này. Làm sai anh em ơi. Má à! Đau quá. Bắt mũi kìa. Má à, nó bắt mũi anh em ơi. Mẹ cũng căng đấy. Cái gì này nọ đấy. Dô dư không biết xăm ở đâu ta. Chết luôn không? Sụp luôn. Không sụp luôn. Chết luôn rồi à? Bye. Ok. Kéo Dô dư với cả đồ Flamingo thì hơi bị căng. Bởi vì là trong trận Barry Fox thì Dô dư kéo ăn được đồ Flamingo. Diamond Joseph. Nó lấy cái mẹ thằng ấy đánh. Người chưa. Lấy nào. Thanh niên Dô dư. Có cánh tay kim cương gọi. Ui xổ ôi. Thôi bài nhá. Đến đây mà ngăn ta xem. Bên một cục băng này. Đây sẽ rất đau đấy. Tập. Khỏe vậy này. Lực vậy lên. Ok, cái trận này nhanh thì mình sẽ swap lại. Swap lại team nhá. Cái là đổi lại mình sẽ là bên Thất Vũ Hải ấy. Mình bên Thất Vũ Hải thì hơi căng ta. Còn đánh 3 người thôi. Mình chọn đây. Đây, ở đây. Ba ông nợ này. Đây công bằng thế là gì? Đúng không anh em? Ở trận Marineford luôn này, ghê quá ta. Ok, let's go. Marco, 勝負しようぜ. Làm thôi Marco. Làm cái gì? Uầy, Moria to ấy. To nửa dâu trắng cơ. Cú lửa, cú lửa hết. Trời, trên trò điểm thúi mà. Uầy. Tính ông giáo ơi. Sao vậy? Dao gì đấy? Lưỡi dao đâm thì đâm thủng bụng qua đấy anh em ạ. Ôi ngoài bớt. Trời tôi này ông này. Bizarro. Thôi không xàm lờ nữa. Đi ra nào. À, lại bắt thêm được. Đi tiếp cho à. Chết mẹ luôn rồi. Con chim này. Con chim bẩn thỉu.
Từ máu đi con này. Đừng hành tao nữa, tao biết là tao thua rồi, khổ quá, lên rồi. Bóng mã Scott. Ui, to vãi ra. Chúng yếu ấy. Yếu vãi đà. Trời ơi, đừng biết là thua rồi, đừng đánh em nữa anh ơi. Vãi nồi. Ha, quả đá. Ôi. Ha, à, Melo Melo đúng lúc thì kèn kìa. Melo trong vô bọc phải nổ. Toàn. Ok. Tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau.